đây nè, cũng gà tre Tân Châu nè, này cũng chạy gà của anh Hương ở thị xã Tân Châu An Giang này các bạn. Này là gà con, này hơn 2 tháng tuổi, 2 tháng hơn 2 tháng chút đỉnh. Này cũng giống gà tre, màu là màu khác không đó, màu khác sữa, giống vòng chích chân vàng không à. Gà là con mới lớn mà. Chứ này, nhiều người thích mua, thích tìm mấy gà cỡ lớn về mua nuôi. Nhiều người thích nuôi cái mua nhỏ như nè về chăm sóc, tự chăm sóc lớn lên nó ra màu mã, lông mã đâu đẹp, lúc đó gà có cái giá trị nè. Chứ gà trưởng thành thì người thích gà có đẹp nên nó giá trị khá cao. Những dòng gà kiển của gà tre Tân Châu nổi tiếng nè, là được tuyển chọn ở đây là lớn, là cái vùng bầy hay bầy gì đó tuyển chọn là được còn 2-3 con. Như cái cảnh em này mình đã chết. Anh em nào thích nuôi gà tre và muốn tìm hiểu về gà hay gì hay mua gà gì đó cũng liên hệ với anh Hương nhé. Số điện thoại của anh Hương là 0975044757 nha. Con này cũng vậy đây, con này cũng giống con này, màu khác sữa, màu khác.